Kính thưa quý liệt vị, chúng ta hiện hữu được ở trong cái đạo tràng này, được làm thân con người là đã nối kết từ nhiều cái thân trước đó, gọi là tiền ấm thân. Mọi người chúng ta ngồi đây có những người kiếp trước ở cõi trời, có những người ở cõi người đến đây, có những người ở súc sanh đến đây, thậm chí ở địa ngục đến đây. Cho nên đến đây để tạo cái gì? Tạo cái thân trung ấm, gọi là trung ấm thân. Một cái phước duyên là quý vị được quy y Tam Bảo, được vào cửa thiền, được tu học. Đó là một cái diễm phúc lớn cho cuộc đời. Cũng có những người họ đầu sanh vào trong cái thế giới của người, nhưng họ chỉ lo sống, làm nên của cái vật chất, và chết rồi thì không biết nương tựa vào đâu. Để tạo ra một cái thân thứ ba đó là gì? Là hậu ấm thân. Tiền ấm thân tức là chúng ta ở kiếp trước, nhiều kiếp trước chúng ta. Trung ấm thân là cái thân hiện tại đang hoạt động với cuộc đời. Và hậu ấm thân là cái thân sau khi hết số rồi, bỏ cái thân tứ đại ngũ ấm này rồi, thì cái linh hồn chúng ta nó được gá gẫm và sanh vào cái thân thứ ba, đó là hậu ấm thân. Có thể là chúng ta tu tập như thế nào đó trên con đời này mà quý vị có thiện chí, nó là phải làm 10 điều thầy truyền đạt cho quý vị. Quý vị tâm đắc 2 điều 3 điều, nhưng mà phải làm. Chúng tôi thiết nghĩ là cái đạo tràng là 114 khóa rồi, thì quý vị ở đây bước tệ lắm cũng được 70 bước giác ngộ. Còn không có bước nào thì không được. Không có bước nào là không được. Cố gắng. Mỗi lần mà đi niệm Phật tức là mình vẹt sạch những cái phiền não, xóa bỏ đi những cái phiền não, rồi cái tâm mình nó trong sáng. Cho nên cái trung ấm thân này rất cần thiết và quan trọng lắm đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên Đức Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật pháp năng văn kim dĩ văn. Thân người khó được mà hôm nay ta đã được làm người rồi, không bị ngậm nghịu mù lòa, không vâng, tỉnh táo. Và chúng ta được nghe Phật pháp nữa, mà chúng ta không làm theo Phật pháp, mà chúng ta lại làm theo cái tánh tham sân chấp ngã, theo bản năng sinh tồn, thì chúng ta không bao giờ trở về cõi niết bàn được, và chỉ lẩn thẩn trong cái vòng nghiệp thức mà thôi. Cho nên từ đó, ngài Toàn Nhật Thiền Sư vào thế kỷ 17 có một cái bài kệ để giáo dục. Mà ngài Toàn Nhật Thiền Sư này là một vị sư thông tục đế, chân đế và tục đế dung thông. Cho nên ngài phát biểu: lưng mang bức tượng Di Đà, chữ trung chữ hiếu, việc nhà vẹn phân, dẫu cho đi trọn đường trần, đạo tâm há dễ một lần phôi pha. Tức là ngài xác định là tất cả mọi người chúng ta đều có Đức Phật Di Đà tự tánh, ai cũng có Phật Di Đà. Nhưng Đức Phật Di Đà của mình á, không có tứ tẩm nước từ, nước bi, nước khỉ, nước xả, nước vô ngã vị tha. Một cái hạt giống Di Đà của mình, cái tánh Di Đà mình tứ vào cái nước gì? Tham lam, sân hận, si mê, ngã kiến, ác kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới kiến thủ, tứ những cái nước đó. Cho nên học giống Phật mình mỗi ngày nó teo lặn, mắt thì không mắt mà teo lặn. Chữ trung chữ hiếu, việc nhà vạn phân. Chúng ta học đạo, cái điều cần thiết là phải sống với tổ chức gia đình, kính trên nhường dưới đối với cha mẹ, ông bà. Ai có phước duyên còn được ông bà, cố gắng làm cho người lớn đẹp lòng và sống đạo đức. Lý chi với quý vị? Để quý vị gương mẫu với cái đàn con, đàn cháu của mình, trước hết là có lợi ích. Chữ trung chữ hiếu, việc nhà viện phân, đối với xã hội là mình một công dân tốt, không vi phạm hiến pháp, luật pháp nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của một công dân. Đối với đạo là mình một người Phật tử ngoan đạo, có thiện chí với đạo. Trong kinh Thủy Sám của nó,
chúng ta và Đức Phật Thích Ca cùng là phàm phu thôi, không ai hơn ai. Nhưng bây giờ Đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, kiếp số như vi trần mà, mà chúng ta còn lẳng thẳng đây, kiếp này được làm người đó, mà chúng ta không có quyết chí đó, không khẳng định và không có khắc phục để mà tu tập, để mà đi lên á, thì kiếp sau chưa chắc được làm người đâu. Vì sao vậy? Tổ Quy Sơn, tức là tổ Linh Hữu, một thiền sư đời nhà Đường ở Trung Hoa, có phát biểu như thế này: nhất thắc nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một khi đã mất cái thân này là muôn kiếp khó trở lại. Vì sao vậy? Vì mình sống nè, các căn của mình là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, khẩu, vẩy, lục căn luôn luôn nó tiếp xúc với lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. À, rồi biến ra cái gì? Biến ra lục thức. Nhận biết của mắt thấy, nhận biết của tai nghe, nhận biết của lưỡi nếm, nhận biết của mũi hương, vân vân. À, cho nên từ đó khi mình bỏ thân này thì nó chạy theo cái nhiễm đó, mà nó tạo ra cái cảnh giới khác. À, cảnh giới khác. À, cho nên mình cứ làm chung sanh hoài. Mà kiếp này được làm người đó, một kiếp sau chưa chắc à. Nó chứ không phải đơn giản, không phải. Cho nên có nhiều hội chú quan, họ nói tu chi, bây giờ cứ làm sống đi. À, mình đã thành đại gia rồi, giàu có rồi, 50 tỷ rồi. Cái khi mình chết là mình mời quý mấy ngàn tỳ kheo, mấy thầy tới tụng, cái là đưa cái hồn mình lên đó. Họ nói đơn giản vậy thì thôi, tu để làm gì? À, mấy người giàu có làm gì? Thấy không? Họ không cần tu đó, ăn, hưởng thụ, tạo tội. Muốn ăn con nào bắt các cổ vô lông làm ăn cho nó khỏe đi, bồi bổ cái thân này đi, rồi mình nằm xuống mình chết rồi mà quý thầy tới chỗ đông, quý sư cô tới chỗ đông tụng để mà đưa cái hồn mình đi, đưa gì nấu gì hả? Cái linh hồn mình nó nặng như một tảng đá vậy, nó nằm dưới biển á, 1000 vị tỳ kheo tụng đá không có nổi đâu. Cho nên quý vị nên nhớ rằng chúng ta sống đây phục vụ cái thân này, lúc 10 tuổi chúng ta biết rồi, biết ngon, biết dở, biết vui, biết buồn đối với tổ chức gia đình, cha mẹ, ông bà. Rồi chúng ta chăm sóc cái thân chúng ta, chiều chuộng nó, mình hoạn lo cho nó. À, nó dẫn chúng ta đi suốt một cái chặng đường trong cuộc đời này, 70 năm, 80 năm, thậm chí 100 năm. Cuối cùng thấy số rồi, linh hồn xuất ra rồi, thần thức xuất ra rồi, thì biết lúc bây giờ còn cái xác này. À, còn xác này để làm gì? Vô lò thiêu. À, lấy ra mấy cái cục xương vậy đó của mình đó, nó cho mình cái đó đó. Còn hết rồi trông xuống dưới đất, nó làm thức ăn cho những con trùng. Vậy thì mình làm gì mình phải chiều nữa. Mình chiều nó để chi quý vị? Hả? Chiều để chi? Chiều nó để mình tu. Để mình tu, để mình phát tâm tụng kinh, phát tâm phóng sanh, phát tâm bố thí, à, phát tâm làm những công tác từ thiện, tạo những công đức. Chứ không phải mình chấp nó để mình hưởng thụ, để mình tạo tội. Vậy thì nếu mà sống một ngày mà tạo thêm tội thì làm gì? À, à, tạo thêm tội là nó nặng thêm một mức độ nữa. Dẫu cho đi trọn đường trần, đạo tâm hay dễ một lần phôi pha. Quý vị làm ăn đi đứng mà lúc nào cái tâm cũng hướng đến cái đạo giải thoát, chưa bao giờ bỏ, chưa bao giờ từ bỏ. Trong sinh hoạt gia đình cũng vậy, nếu quý vị nào gần chùa cố gắng đến chùa tụng kinh niệm Phật. Còn vị nào mà sợ mà đi chùa ở nhà ta lấy đồ á thì ở nhà đi. Ở nhà có bằng Phật tụng kinh niệm Phật. À, mình có ở nhà thì ăn trộm nó cũng không dám vô, thực tế không dám vô. À, mà nếu nó vô là nó xử lý mình trước, còn nó vô sau thì thấy cái đó lợi không? À, Tiền Giang nó cai lại vì cái đó đó. Anh này là chắc nó kỳ thị cái thương hiệu thôi, già quá, mới 41 tuổi à, tổ chức Hữu Khánh á, cà phê đó, mà anh làm cái nhà đây trên 100 tỷ mà 3 năm chưa xong. Bữa nó mướn một anh chàng kia đó đến để làm gì? Giết được anh chàng đó đó. Mà bữa đó có cái mạng trời mà, bữa đó không đi làm công việc gì đâu á, không về, vô không có ai mà nó đục cửa mà gắn camera hết, mà chỉ có cái khung gió đó không có camera, tức là người trong đó nó điềm chỉ, đập vô leo xuống nhảy xuống, tìm cái nhà ông già, cái phòng của ông già bà già tới, giết,
cắt cổ luôn. Đến bữa nay công ban tìm chưa ra, chắc là nó mướn con người ở nước ngoài, Campuchia thì cao cũng khoảng thước mấy, thước bảy, cái gì thấy không? Cho nên bữa thầy lên thầy dự tra tăng đó, mà bữa trước đó đó thầy có khai thị một lần rồi, bữa tra tăng cũng có mở ngoặc ra đắp từ và khai thị. Bà cụ 63 tuổi, ông cụ 67 tuổi. Mà nếu bây giờ quý vị 63 tuổi, quý vị chết chưa bằng lòng, buồn giận người ta, thì sống thêm 20 năm, 20 tuổi nữa là 83 tuổi. Đó thành ông già đi lom khom, bệnh tới bệnh lưu, té lên té lưu, té xuống rồi cũng chết thôi. Thôi chết bây giờ nó nhẹ nhàng hơn, chết trẻ khỏe mà, thôi mình tha thứ người ta đi. Mà nếu quý vị không làm cha của cái thằng nhỏ 41 tuổi mà nó giàu cỡ đó thì đâu có chết. Làm cha mẹ thằng nó mới chết đó. Nó đủ rồi, nó đủ cái điều kiện rồi, cái nghiệp nó đến rồi. Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hậu ngộ thờ, quả báo hoàng tử thọ. Ví dụ 100.000 kiếp về trước, cái chỗ làm nghiệp không mất. Khi nhân duyên hậu ngộ rồi, thì quả báo và tự lãnh lấy, vui vẻ, tha thứ và lãnh lấy, ra đi một cách thanh tịnh. Đừng có liên tiếc nữa. Chúng ta sống giữa cái bầu trời này, vũ trụ này, từ hạt cát cho đến cung điện, cho đến nhà cửa, cho đến tất cả sinh vật đều phải ra đi. Ra đi. Người xưa ta có nói, thiên địa giả, vạn vật chiến kịch lữ, quan âm giả, bá đợi chi quá khách. Trời đất là cái quan trọ của muôn loài vạn vật. Thời gian tất bắt quan âm là những người khách tiễn đưa từng thế hệ đi qua. Trời đất là quan trọ thôi, chúng ta đến đây năm 70 năm thôi. Nhưng mà trong năm 70 năm đó, nếu chúng ta hiểu được giáo lý, chúng ta giác ngộ, chúng ta tu tập, thì coi chừng chúng ta sẽ được lên tòa sen. Lên tòa sen. Mà trong 70 năm này mà chúng ta sống buông tha, buông trôi, rồi chúng ta hưởng thụ, tạo tội lỗi, thì trong 70 năm này, nó sẽ chìm xuống dưới địa ngục, dưới súc sanh và dưới một ngạ quỷ. Cho nên có một nhà thơ, mà nhà thơ này cũng là hàng triết học của Phật giáo đó. Phát biểu 4 câu. Ngàn năm giọt nước có buồn không? Sao mãi lung linh dưới ánh hồng? Trên cánh sen vàng ai biết được ngàn năm giọt nước có buồn không? Tức là chúng ta là những giọt nước, những bụi trần, sanh ra rồi tử đi, rồi tử đi rồi sanh ra liên tục. Vậy mà sao cứ lung linh dưới ánh hồng trăng hoài? Tô điểm, sửa sang, khoe khoang nhà cửa, ruộng vườn, bầu bản. Nhưng mà trên cánh sen vàng ai biết được? Nếu chúng ta biết chuyển hóa được, tu tập biết chuyển hóa được, thì chúng ta sẽ có dịp, chúng ta được sanh trên hoa sen, trên cánh sen vàng ai biết được? Vậy thì ngàn năm giọt nước có buồn không? Đâu có buồn nữa rồi. Cho nên cái mình là giọt nước, hạt cát, mà biết chuyển hóa là mình sẽ thành dân của đất Phật, sẽ được sanh trên hoa sen. Còn nếu quý vị ở đây, quý vị hưởng thụ, quý vị tạo tội, thì coi chừng kiếp sau chưa chắc đã làm người được đâu. Mà làm cái gì? Làm súc sanh, làm ngạ quỷ. Cho nên hàng ngày quý vị đó, nếu quý vị nằm trong cuộc sống đó, cơm, áo, gạo, tiền, mà quý vị nổi sân si, nóng nảy, quý vị nào mà thường hay nóng đó, giận người khác đó hả, là tự mình mở địa ngục mình chung vô rồi, không ngon lành gì đâu nghe. Không phải giận là ngon, mà giận là vô địa ngục rồi đó. Tâm mình vô địa ngục ở rồi. Cho nên thấy mấy người này mày né né xa xa ra, đừng gần họ, họ gây chuyện lắm. Mà quý vị hàng ngày mà sống hoan hỷ, lúc nào con nụ cười lạc quan với cuộc đời và tha thứ tất cả mọi người, sống vô tư, thì đó là cái ngày quý vị sống trên đất Phật, ở trên thiên đường, trên đất Phật. Có nhiều người mỗi khi chút cũng giận, ăn không vừa ý cũng giận, thấy không vừa ý cũng giận. Ông chung quanh nó đề là gia đình thôi, gần gũi nhất, giận tới hàng xóm ấy. Mình giận tức là mình mở cái địa ngục mình vô đó, ngỡ cưới địa ngục vô đó. Quý vị muốn giận không? Muốn giận hay là muốn hoan hỷ? Sống giận hay là hoan hỷ? Hoan hỷ thì vỗ tay đi. Mình hoan hỷ tức là mở thiên đường, mình vô. Nãy đi vô đây thấy cái niệm Phật hay lắm. Nhưng mà niệm chút đây thôi, mà ra khỏi cửa ra quay Phật mắt. Niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiện tham tánh, tánh tham thiện.
đi đứng niệm ngồi nằm đều phải niệm Phật liên tục. Trong cái pháp môn là niệm Phật tâm bụi đó, chứ không phải niệm để rầu rồi lát nó hết niệm, niệm sân si không được. Vì mình thấy sao? À, ngồi ở đây quý vị biết được ngày mai của mình sao không? Không ai biết được ngày mai đâu. À, thì còn trong cái giờ phút này này, cố gắng còn hơi thở này, cố gắng niệm Phật. Và bên cạnh niệm Phật là phải niệm xả ly tham, niệm xả ly sân, niệm xả ly si mê lầm lạc. À, thì có nó bước kết quả. Mà niệm Phật á, tới gõ đầu mình cũng niệm Phật, cũng niệm Phật. Không có cự lại. Cự lại tức mà đủ Phật mà ra đi rồi. Thấy không? Người niệm Phật là phải kiên trì, tâm kiên trì. Có một cái giai đoạn mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tìm đạo. Tìm đạo mà khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm. Bao lâu? Quý vị nhớ không? 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gấu tuyết đơm hoa. Suy cơn tạo hóa hồn mê mẩn, so thấu quyền vi trí sáng loại. Thử hỏi ai tìm chân lý ấy, bên bờ sông giác Thích Ca ta. Nếu Đức Phật của chúng ta sẽ tử không khổ hạnh trong 6 năm, không tìm đạo thì giờ mình có đạo để tu không? Đó. Làm sao có đạo để tu được? Và sắm có thể là các tôn giáo mà không can thiệp vào tâm linh con người thì con người có thể giết nhau để mà ăn, hại nhau để mà ăn. Chưa, con người là ác độc số 1 và con người cũng là thiện số 1. Nếu mình biết chuyển hóa, mình biết áp dụng cái tâm mình đúng cái đấu tác thì con người là số 1, thiện là số 1. Còn nếu không áp dụng đấu tác mà hưởng thụ, tạo tội, giết hại nhau, cướp của nhau, con người ghê gớm thực. Đâm bà cụ đã chết rồi, chưa đủ, nó phải cắt cổ này. Đâm mấy nhát. Nên mấy người nói, bữa thì tới theo khai thị thấy rùng mình. Thôi cứ ba con mờ lên ra tan mà không hơi thôi. Nói cảnh nó buồn. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta hiện tại này là nó thuộc cái trung ấm thân đó, rất cần thiết cho sự tu tập. Đi trong chánh niệm, nói trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, lúc nào cũng giữ chánh niệm. Chánh niệm là gì quý vị? Chánh niệm tức là niệm một vấn đề thôi, không có niệm lần thứ hai. Thí dụ quý vị bước đi, bước đi, biết mình đang bước đi, chân mình đang chạm dưới đất bước đi, không có nghĩ gì khác. Tại sao ta đi ta trật té? Mất chánh niệm rồi, đi mà không biết mình đi, suy nghĩ chuyện khác, trật vỗ chuối văng. Chứ mình có chánh niệm dĩ gì mà trật vỗ chuối, trật nước sinh đó. Lúc nào cũng đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, nói trong chánh niệm. Thì quý vị tạo một cái thời gian 70-80 năm có một cái tâm thức trong sáng. Khi hết số rồi mình ra đi nhẹ nhàng. Cho nên người xưa ta nói đó, dép dưới giường lên vườn, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dĩ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thay, gẫm cân vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Giếp dưới giường lên giường là vội biết rồi. Sống ngày nay dĩ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thay, một hơi thở thôi. Vậy mà chưa ai giác ngộ. Còn sống là còn tranh chấp ngã, chấp pháp chấp ngã. Si mê chưa? Mình thấy mình sáng suốt chưa? Si mê. Nó là một câu chuyện ngụ ngôn mà nó cũng nhắm vào cái lĩnh vực giáo dục. Có một cái vong hồn đó tu tập ở dưới trần gian này 1000 năm rồi, tu 1000 năm, bữa hết số rồi, bay lên, gõ cửa thượng đế. Thượng đế hỏi ai đó? Nói tôi là ai? Tôi là Thanh Bình nè. À, không có trai, không có nào có chỗ cho Thanh Bình ngồi nghe. Đủ vậy, nó không có chỗ riêng. Buồn chí quá, xuống trần gian cái tu 1000 năm nữa. Tu cả 1000 năm chứ không phải mấy chục năm như mình đâu. Thấy số rồi bay lên. Cậu cư thượng đế họ, ai đó? Nói tôi. Nói tôi là ai? Tôi là ông. À vô. Tức là có một chỗ ngồi thôi. Thể nhập vào trong cái tòa đó thì chỉ có một chỗ ngồi chứ không có ngồi riêng. Còn mình đó hả? Sinh ra mình nghĩ qua. Hồi mình còn nhỏ làm sao? Đứa bé vậy đâu có biết vậy đâu. Tôi gõ đầu mình cũng cười cười. Lớn lên rồi lập gia thất, có gia đình của cái mình chấp á.
Mà chính cái chấp là nó tạo cái tội lỗi. Cha có đó, còn mẹ còn đó. Mình nhớ cái ông, cái ân mà, nghĩa là 3 năm nhũ bộ mà 9 tháng cưu mang, sống trong một cái bộ thai, lo chăm sóc từng bước đi, bước đi. Phật giáo nó tuyệt vời chỗ đó đó. Điều thứ nhất, vấn đề thai giáo, công đức người mẹ nó là quý vị rơi nước mắt thôi. Giáo dục trong bầu thai, chứ không phải để sanh rồi bị dạy đâu. Người nào mà mang thai có mang là không được nói dối, không được trộm cắp, không được làm những điều tà bậy. Sau này đó, nó nhiễm trong bầu thai, đứa con sanh ra nó vẫn làm. Giờ có vậy chứ mà lâu lâu phải ăn cắp cái, nó mới đã, nó thấm như cái máu, nó đã lắm. Cho nên mời cái đức người mẹ quý vị tụng bố hiếu vì nhớ chưa. Điều thứ nhất, vấn đề thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ, mỏ mê trăm phần. Điều thứ ba, công ơn nuôi dưỡng, cực đến đâu bình vững chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm là còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng ngờm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, cực đến đâu bình vững chẳng lo. Ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ để cho con. Điều thứ mười, chẳng ham trau chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Đó, quý vị thấy không? Tại sao mình không nhớ, nhớ cái lúc mình còn bé, mình lớn lên rồi, rồi mình xây dựng cho mình rồi, rồi cuối cùng mình quay lưng. Thôi, ông già đó, bà già đó lỗi thờ rồi, thôi. Sống vậy cho khổ, lo cho phần mình. Rồi mình có chết không? Mình có già không? Cho nên hôm nay đó, này quá nhập đề quá nhiều. Thầy nói về cái chủ đề là gì? Chữ hiếu trong đạo Phật. Tức là vấn đề hiếu thảo của Phật giáo. Mà quý vị hiểu cái này rồi, cố gắng xây dựng bản thân, khắc phục những cái khó khăn, những cái tội lỗi để mà chuyển hóa trở thành con người tốt đẹp. Trong cái giai đoạn này, quý báu lắm. Đức Phật dụ mình có cái thân này cũng như đang bơi trên cái bờ sanh tử đó. Bơi đi mà chưa đến bờ giác là mình phải giá dặm, phải quý báu nó. Để khi mình qua bờ giác ngộ rồi, thân này muốn bỏ lúc nào cũng được. Muốn bỏ lúc nào, ngồi đó rồi niệm Phật ra đi. Ngày đó giờ đó mình biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Mà mình phải tu mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng liên tục. Chứ không phải đợi đó là một ngày kia mình tu nó có kịp. Trang Di Đà nó đó, từ 1 điểm đến 10 điểm được vãng sanh, tức với điều kiện là mỗi ngày, mỗi giờ quý vị phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục. Niệm Phật thì mình thấy được chân lý, mà thấy được chân lý thì mình thấy được cái tánh sinh diệt của vạn pháp, của cái thế giới hiện tượng này. Còn mình tốt ngành cứ niệm, gắn cái tâm mình vô cái chỗ nào ăn ngon, mặc đẹp, tiền bạc cho nhiều, xe cổ cho tốt, nhà cửa cho thanh thang, giường tượng cho phong phú, để làm gì? Để rồi mình không tu hả? Một hơi thở thôi, sự nghiệp quý vị một hơi thở thôi, không có lâu đâu, không có lâu, nó tới giờ, giờ chết nó tới giờ, rồi mình ra đi với cái hành trang gì không có gì hết. Cho nên quý vị nghĩ lại coi, mình có thân là khổ vì thân, đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Cha mẹ mình thương lắm đó, quý lắm đó, nhưng mà cha bệnh cha chịu à, cha chết cha chịu mà nó gánh được đâu. Cha ung thư là chồng chịu à, vợ cũng thương, chồng cũng thương vợ, mà chồng ung thư chồng chịu à, chồng chết, chồng bệnh, chồng chết, không có ai gánh được. Con bệnh là con chịu, cha có thương cũng không gánh được cho con. Vậy cái thân này thấy làm sao quý vị? Mình phải tự lực ra đi một cách thênh thang, hoan hỷ, nở nụ cười, chào cuộc đời ra đi. Sanh thuận tử an. Mà nếu chúng ta mà không, mà lột trong cái vòng mà là quạnh tử đó, trên kinh Dược Sư nó đó, Một Liên Sám Pháp vậy. Nó mà Một Liên Sám Pháp. Lột trong cái vòng mà quạnh tử là quý vị biết chưa? Chưa chắc tử an đâu à. Sanh thì thuận rồi đó.
mà tới 70 rồi, 80 rồi mà tử không an là sao? Quý vị nhớ cái chính thức bệnh tử không? À, bệnh đi rước thầy thuốc không có, chết. Bệnh luôn làm thuốc chết, xe đụng chết, rớt nước chết, rớt lửa chết, à, tức tối tự tử chết. Đó, chính thức bệnh tử đó. Tội lắm. Tôi mục kích một câu chuyện đó, tôi cũng hay giảng dụ cho quý vị giác ngộ. Ở Tiền Giang có hòa thượng đó, 70 rồi, đi đâu cũng mang một tấm thuốc này, đi đám với tôi mà xách tấm thuốc này. Nhưng mà không chết bệnh. Vừa đi Tao Tháp, vừa 22 tháng chạp đi Tao Tháp, nó giật cổ đoạn biết, ba thằng nó tông không ra, nó tán ông một cái là gãy xe, gãy chân là chở lên tới Bình Chánh là chết rồi. À, nó không chết bệnh, mà là chết cái đó đó. Cái nghiệp nó tới rồi, quạnh tử rồi. Cho nên mình đừng có ý mình có ý lại ngày mai, bữa nay giải quyết đi, tinh tấn lên đi, còn hơi thở này. À, đừng có nói ba tôi sống 80 tôi tệ lắm, không có 70 không chắc à. Đôi khi mình làm cái gì đó hoặc mình không có gieo cái nhân mà thọ mạng phóng sanh kiếp trước kiếp này của chừng mình đi sớm mà. Cho nên nay lạc trú trong hiện tại, nên sống trong hiện tại. Hạnh yếu là gì? Khi mình trưởng thành rồi, từ lúc bé bỏng rồi cho mình tập đứng, tập đi, tập nói, rồi học hành, cái trưởng thành có một cái gia thất rồi. Mình nhớ lại cái khi xưa qua, bây giờ cha mẹ trên 70 rồi, nên làm cho cha mẹ vui. Cha mẹ còn ăn cái gì được, mua cho cha mẹ ăn. À, rồi là chăm sóc cái đi đứng của cha mẹ, cái nơi nghỉ ngơi của cha mẹ. Trước khi ngủ mình đi trên mùng với cha mẹ, đập giường, vũ chiếu cho cha mẹ, điều điều vậy đó. Mà chính mình làm cái điều đó là mình làm cho con mình ấy, nó làm lại cho mình ấy. Khi mình làm vậy cái nó noi theo cái gương đó là nó chịu, mà nó làm theo. Ba thấy cũng sao mấy rồi mà ông già, ông nội 80 rồi, ba phải trên mùng rồi, ba phải chính ngày mình làm được, có sai con cháu làm. Mình bưng cơm về cho ba mẹ mình ăn, già rồi ăn riêng, mình không đi làm, bưng cơm lên cười với cha mẹ rồi mời cha mẹ dùng cơm nhỏ nhẹ. Mình sai cái đi cho nội bưng lên, ông ăn lại đi, xuống rồi ta dọn à. Quý vị già cả đó mà nghe cho nội nó nói cái đó có khóc không, ăn nổi không, ăn nổi không hả? Ăn lại lại đi ông, xuống cho mẹ tôi phải dọn, trưa quá rồi. Cái đó là cái sai lầm của mình, hiếu hạnh là chỗ đó để đó. Bây giờ ba bưng nội con. Ở trong Hiếu Tử nó có câu chuyện đó. Hai vợ chồng này có đứa con cũng khoảng mười mấy tuổi, 10-12 tuổi vậy. Có một ông già còn, hai chồng cũng nghèo thôi, mà ông già cũng 80 rồi, không làm hay đi ra đi vô hao hang hoài. Mà hai vợ chồng mới ngồi bàn tính, bây giờ cha ông già quá rồi, không làm được gì hết, mà ông phun nước miếng là tối ngày dư quá, bệnh chết rồi. Sợ nghe. Giờ thôi đưa lên trên núi làm cho ông cái trò, rồi mình chở ông đi đâu mình để trên đó, lũ lâu nó mấy đứa nó đem cơm lên cho ông ăn, sống được ngày rồi hai ngày nấy, ở nhà không sạch sẽ. Hai người mà bàn tán ba đêm rồi mới đến cái đáp số. Rồi bữa đó ông đóng cái xe, nhà cửa cũng che cái trò ra trên rừng á, đóng cái xe. Cái thằng con mới mười mấy tuổi mà 12 tuổi nó, ba đóng cái xe gì ba? Ông nói ba đóng cái xe đây để chở ông nội lên núi cho nó mát, thì núi mát lắm, còn dưới mình nóng lắm. À sau này ba già rồi con cũng đóng xe chở ba lên núi nghe ba. Ông Diệp ông sợ ông cắt luôn, không dám. Con nít mà nó thấy gì nó làm nấy, mà mình làm cái gì nó làm nấy, cái đó rất nguy hiểm. À, cho nên cha mẹ còn quý báu lắm. Có nhiều người tôi nói hoài, nếu mình làm ăn mà được thờ á, 100 cây vàng mình sắm được, chứ cái người già mà 70-80 đi tìm không có đâu. Không có. Còn tỉnh táo sống với con hiền cháu thảo rất quý báu, mà nên làm cho cha mẹ vui, để đó là cái hiếu hạnh đó. À, hiếu hạnh nó rộng lắm. À, ngoài cái chuyện ăn uống chăm sóc đi đứng nghỉ ngơi, hiếu hạnh. À, hiếu tâm là sao? Hiếu tâm là khi ông bà cha mẹ qua đời rồi, chúng ta phải phát tâm quy y Tam Bảo,
thọ trì năm giới cấm một cách thanh tịnh, chúng ta phát tâm phóng sanh để hầu hướng cho cứu quyền tắc tổ, chúng ta bố thí để hầu hướng cho cứu quyền tắc tổ, chúng ta trì kinh giúp đỡ những người neo đơn, đắp cầu bầu lộ, làm những công đức đó để hầu hướng cho cứu quyền tắc tổ. Chúng ta tới bảy đời cha mẹ chứ không phải một đời đâu. Quý vị nên nhớ chỗ đó, đó là hiếu tâm. Mà từ cái nói, cái đi đứng đều phải mô phạm. Để chi? Để họ ca ngợi cái giáo dục của gia đình, của tổ tiên, ông bà đã có phước lắm. Có phước lắm, nhà đó có phước lắm. Nhà thì không có giàu nhưng mà sống im lìm, tôn trọng nhau, thương yêu nhau. Một bữa cơm thôi, chỉ một dĩa rau chén nước mắm thôi mà ăn rất là ngon, vì nó thuận thảo hết rồi. Mà dọn bữa cơm rất xịn rọn giàu có đó, mà người này trợ người kia trợ người nọ, chạp có rồi bữa cơm nó ăn không được nữa. Quý vị thấy cái không? Cái hạnh phúc đó. Cho nên quý vị Phật tử đừng có đặt nặng cái vấn đề vật chất. Yêu cầu mình làm tri túc, thiểu dục, thu nhập cả đó, rồi sử dụng cả đó. Đừng có đua đòi thay vật chất. Khổng Phu Tử là một thanh nhân, ông quy định của cuộc đời của Ngài như thế này. Thập bát thành đinh, 18 tuổi là tạm gọi là một công dân rồi đó. Tam thập chí lập, 30 tuổi đã có một cái gia thất riêng rồi. Tứ thập bắt phạt, tức là người 40 tuổi làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau, không có ít lỗi lầm, bất hoặc là ít không có lỗi lầm. Ngũ thập tri tiên mạng, 50 tuổi rồi mình biết cái mạng của mình rồi, giàu hay là nghèo, hay là đủ ăn hay là thiếu thốn cỡ đó, đừng có tính nữa. Ngũ thập tri tiên mạng. Lục thập nhĩ thuận, cái người nào mà 60 đó nghe, ở đây rất nhiều người 60 đó, tức là họ nói cái gì mình cũng thuận hết đó. Cái việc đó đen họ nó trắng cùng gục đầu, phải họ nó quấy cùng gục đầu, đừng có cãi nữa, đừng có tranh luận nữa, nó rối lắm. Mà đăng là đen, trắng là trắng, phải là phải, quấy là quấy, tự động nó sẽ trả lại, cái thời gian nó trả lời, chứ ở đó mình cãi làm gì. Đó là thất thập là nhĩ thuận. Còn cái 70 đó, vị nào 70 nghe câu này, thất thập là vũ cũ, tức là người nào 70 đó là sống bình thường, ăn uống bình thường, đi đứng bình thường, nhưng không vượt qua cái quy củ của con người, sống dễ với thông nhâm tự tại. Ông Như Hầu có bài thơ đó: lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một gốc thiên nhiên, chiếc thân ngoài vật là tiên trên đời. Không biết ông nói được mà ông làm được không, mình không biết, mình không biết. Thiệt, lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, sống với gió mát trăng thanh, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên. Hoa đàm là gì? Đuốc tuệ là gì? Là kinh sách của Phật giáo đó, rõ sáng được chân lý của sự Phật, thoát trần một gốc thiên nhiên, sống mà vô tư, thì chiếc thân ngoại vật mới là tiến đến đời. Quý vị có hồi mình sanh ra ba lớn rồi mình già đi rồi, bây giờ mình làm đủ thứ hết, rồi mình mang được cái gì không? Hành trang mang được không? Tạo tác thì kinh niệm Phật, thiền quán tưởng. Ở Bình Định á, có một hòa thượng đó, ông tu cái hạnh cũng tuyệt vời. Ông trụ trì một cái chùa đó hả, vào thế kỷ 16, 17 á, chứ không phải bây giờ đâu. Mấy hòa thượng kể lại đó. Một cây cỏ ngày không nhổ nữa, mình ngày trong đó đó, ngày tu ông chứng được thánh quả. Chứng được thánh quả thì lúc đó đó, thì ta biết hòa thượng nó trì bệnh hài lắm, tà tới là ông nó vuốt đầu là nó xuất hết. Thì bữa đó có bà vợ của tinh trưởng đó, hồi từ trước mà bà vợ tinh trưởng bị bệnh tà nhập, chỉ khởi cái tâm đến cái chùa đó là ông biết rồi, ông mới nhập định rồi, các xuất thần ra, ông tới ông gõ đầu cái bà đó, cái dòng nó xuất ra rồi. Thì trong khi đó đó, ông tinh trưởng mới tới cái chùa đó, mà vô là phải rạch cỏ nè, đi vô, ông không có nhổ cỏ, không cần nhổ cỏ, vô nói là bà xã con bệnh nặng quá thầy, tà nó nhập, bây giờ bố muốn làm rồi, bớt rồi, về đi, ta trị rồi đó, tuyệt vời không? Rồi ông trở về thì bà vợ bất bình thản. Cái đó mới là cái quý báu. Tiền vàng mua sắm không có được đâu, đổi cái đó không được đâu. Mà khi ông chết á, mới nói mấy người Phật tử á, chừng nào mà thầy chết tới cái cần cổ mới đánh trống bắt nhã nghe. Ông nói vậy nghe, ông nằm chập cũng nói rồi, nó chết tới cái ông quyển rồi, nó chết nó chết tới đầu gối rồi, nó chết tới bụng rồi, lát ông nó chết tới ngực rồi, cũng nói lát chết tới cần cổ luôn, đánh trống được không, đánh trống bắt nhã để đánh bao trống rồi. Quý thiệt cái đó quý không? Số 1, tiền vàng mua được không? Hả? Quý thích nhẹ không? Hả? Sống giàu có mà từ lúc mà chết tử thần nó tới nó kéo đi đầu thai,
nó kéo đi vô súc sanh. Trên hồi đó có một vị thiền sư đó thảm tay vào chợ. Bữa đó ngày đi vô chợ, vô chợ thì ngài thấy đứng bên cái hàng thịt đó, ngài khóc, nhìn cái ông bán thịt mà khóc. Thì cái ông cư sĩ bạch cái vị đó ở Tàu mà, tại sao hòa thượng khóc? Nó cách đây 2 kiếp về trước thầy cũng làm cái ngành của ông này này, thầy sắc sanh nhiều quá, cuối cùng tới 30 tuổi các thầy chết, giảm thọ mạng. Chết thì thầy thấy người ta dẫn cái hồn của thầy đi qua một cái cầu mà nước ở dưới cầu nó đen thui đó, xô thầy xuống dưới cầu, có thể biến thành con heo con. Thầy biết là bị đầu thai vô heo rồi. Cuối cùng cái nó thở đồ vô heo con, mà đến lúc mà bú thì không nói gì, nó bú mình bú, không bú rồi đó. Mà lúc ông nó biết ăn rồi, nó đi cơm ăn mấy cơm ăn rào bữa cam ta thấy vừa quá đi, mà giờ không ăn làm sao mà chịu nổi. Rồi ăn cũng ăn, rồi cái tiếng heo nó có biết, có ngày ục y ục y quài mà cô rồi biết được tiếng heo đó. Thì trong thời gian đó cái ông lớn là thế nào cũng bị cắt cổ nhổ lòng. Thì khi mà ông lớn lên rồi đó, bà đáp nó tới nó mua bỏ vô cái rọ, chở tới cái chỗ mà ta xe thịt đó, ông thấy dao để săn giới mấy lần sâu nữa, ông mới tung lòng chạy, ông nó kẹt nó tranh thủ sống được giờ phút nó cũng đỡ, họ đâu có tha chạy bắt bắt ông bỏ vô cái cổ. Nó ban đầu thì thầy còn ác ác được, mình thấy cắt chưa tới khí quản, cắt chảy máu nhiều, đứt khí quản hay ác. Thì có 2 người họ tới dẫn cái hồn này đi tới một cái đám đông, xuống thì vô cái đám đông có thể biến thành đứa con nít. Bây giờ thầy đi tu, thầy nói trước sau thì cái ông này ông cũng làm, ông cũng bị cái quả đó. Cái ông bán thịt ông sợ quá, ông bỏ cái nghề đó luôn. Kể một câu chuyện mà ông sợ, ông bỏ cái nghề, ông đi qua nghề khác. Cho nên mình sống đây, mình được ngồi đây nghe giáo pháp, quý vị phải khắc phục, đừng có cho nó tham, đừng có cho nó sân, đừng cho nó si, lúc nào cũng cảnh giác. Không? Cái thân mình này tạo ra giường của này, tiền bạc này, người thân mà mình giữ nó được không? Mình bệnh mình chịu, mình chết mình chịu, không có ai mà san sát được đâu. Nhưng mà làm vẫn nghĩa vụ con người là phải làm cho trọn cái tình, trọn cái hiếu, trọn cái nghĩa, để người đời ta noi theo, ta sống, để tiếp nối cái nền tảng đạo đức của một dân tộc. Còn nếu mình sống mà phi nghĩa, phi đạo đức thì coi chừng. Nhưng mà cái điều chấp ngã là cái tạo nên tội nhiều nhất. Chấp ngã đó. Chấp ngã. Và ngã sở. Ngã sở là gì? Chấp ngã là chấp cái ngã mình nè. Mình là gia trưởng. Mình là chủ tịch. Ra xã hội là mình giám đốc. Mình đủ hết á. Là chấp ngã đó. Mình là ông nội nó mà. Ngã đó. Nhưng ngã sở là gì? Con của mình, vợ của mình, nhà cửa của mình, xe cộ của mình, điện thoại đời mới của mình, cái việc của mình, ngã sở. Hai cái đó là đi cái chỗ gọi là gì nè, vô minh. Vô minh. Sống vô tư, thở nhẹ nhàng. Quý vị có liệp, có vị nào có gì tối đó, trước khi đi ngủ quý vị xếp bàn hít thở thật lâu, theo dõi hơi thở của mình. Có làm vậy không? Cái hơi thở là số 1, quý nhất. Mình hít thật sâu, mình cho nó đi sâu rồi mình thở hết, rồi mình hít trở lại. Mình không thấy nó quý. Đến lúc mà mình nạp không được, cũng có bầu trời này, một ngày nào đó đó mình nạp hết được rồi, gắn áp suy vô thì cứ lúc đó mình biết hơi thở là quý. Lúc đó là rồi rồi, sắp đai rồi, đứt bóng. Tôi kêu dùng từ đứt bóng. Bình thường mình không thấy vậy. Thở chút chút cái lo kẻ lộn nhau, lo ăn uống rồi cười nợ nhau, không quý hơi thở. Hơi thở mà quý vị điều đặn trong cơ thể là nó chuyển được cái máu huyết, mà nó chuyển máu huyết là có người ít bệnh hoạn, người đã sống mà tha thứ quan hệ là người ít bệnh. Cũng người mỗi cái mỗi chấp, mỗi cái mỗi giận là người đó bệnh hoạn. Hay giận là nó máu nó không tải chuyển tải được, nó ngưng lại nó sẽ bệnh. Để ý của người này hay giận lấy là người đó bệnh hoài, mà người này vô tư là mắng mà mình cũng vui nữa, cũng cười nữa. Ở thế gian á nó có những cái câu cây dao, một cái ngạn ngữ mà mình làm không được. Không, tôi nói gì quý vị nhớ không? Mình nhớ phải làm nha. Ồ, nó nói như nước đổ la môn mà. Tuyệt vời. Nước đổ la môn đâu có dính vô đâu. Không, tại sao mình không thực hiện như cái nước đổ la môn đi? Rồi mình nói một câu, bắt đầu mình giận câu, nó hay câu giận câu game vô, đêm vào trong. Đêm vào trong thì nó sanh cái gì? Sanh ra phiền não.
ăn không được, ngủ không được, rồi bệnh hoạn, mình chịu cái dai đâu. Cái đó là cái mà Phật tử mình nên ăn ngoài đời có những cái xả của người ta đó. Mình biết đạo thì từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Phật cho mình bốn cái tâm đó để chuyển hóa cái tâm phàm phu tục tử của mình. Ai mà tu được cái tâm từ là người đó tuyệt vời, lúc nào cũng có nụ cười trên môi, ban niềm vui cho người khác. Và ai tu được cái tâm bi là người đó thấy người ta khổ mình chịu không được, mà thấy người ta mà giàu có hơn mình, hỷ vô lượng tâm, vui mừng cho họ, không có ghen tị. Và xả vô lượng tâm là cái tâm sống vô tư, tha thứ, dẫn cái người đó mình cứ nhớ người đó hoài, tụng kinh cũng gặp họ trên cái đầu mình á, ăn cơm cũng gặp họ, trong giấc ngủ cũng gặp họ luôn, mang gì hồi vô trong á, nhớ mày đi dặn đi, mang vô tướng mình ngon, thực tế là mình vô địa ngục rồi đó. Mình dặn người ta làm vô địa ngục mình sống rồi, cái tâm mình vô địa ngục là mình sống. Vậy thì mình vô địa ngục làm gì? Không có gì hết. Đời không có, không có mà có. Không có mà có, tức là mình đã tu tập sao mà cái tâm linh lúc nào cũng trong sáng. Bắt chánh đạo của Phật giáo tuyệt vời. Chánh kiến, có chánh kiến thì chánh tư duy mới khởi lên, mà có chánh tư duy thì chánh ngữ mới khởi lên. Có chánh ngữ thì có chánh nghiệp mới khởi lên, có chánh nghiệp chánh mạng mới khởi lên. Không có chánh kiến, chánh kiến là gì? Tức là nhìn rõ chân lý của sự vật. Đó là chánh kiến. Còn mình không nhìn rõ đó, mình nhìn mà mình đam mê, nhìn tới cái gì đam mê tới cái đó, nghe tới cái gì đam mê tới cái đó, gắn liền vô. Cho nên vào cái thời của vua Trần Thái Tông đó, ngài cũng bắt mãn triều đình, lên trên núi đi tìm đạo, lên Yên Tử á, gặp thiền sư, thiền lão. Nó bệ hạ đi đâu đây? Này, dạ, hạ thần đi đi tìm Phật, đi tu để tìm Phật. Cái triều đình nhiều chuyện quá. Ông nếu mà triều đình mà ở đây á, là người ta sẽ lên, ta đóng đồ ở đây này, đóng cái triều đình ở đây này, ta không có tha ngày đâu. Phật cái lúc nào mà mình thanh tịnh, tam nghiệp hàng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương, trở về lãnh đạo. Mà lãnh đạo theo cái gì? Theo cái giáo lý Phật Đà, thì cái dân cư được hạnh phúc, sống biết tu tập các pháp lành, sống biết làm điều lành, giúp đỡ như mọi người. Ngày nghe thắm, ngày về. Mà trong đêm đó đó, ngày sáng tác một bài thơ. Bài thơ như thế này: gió đập thiên tùng, nguyệt rọa sân, tình này cảnh ấy, luống băng phân, mùi thiền trong đó, nào ai biết, thức suốt đêm trường, vui với tăng. Tức là ngài ở nó nói chuyện với thiền lão, mà nói chuyện rất là thấm thía, nói về lý thiền học không. Cho nên sau này ngài về đó ngài tu, vừa lãnh đạo quốc dân mà vừa tu. Cho nên khi ngài đắc đạo rồi, có sáng ra một cái, sáng tác ra một cái tác phẩm, nhiều tác phẩm mà thầy nhớ chỉ có là Khóa Hư Lục. Khóa Hư Lục của ngài là tuyệt vời, quý vị tìm đọc. Mà ngài nói về cái sắc thân con người mình đó, rất hay. Nói về cái thân mình này, ngài mới nói như thế này: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Lưỡi thì vướng vị ngon, mà tai thì vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Chúng ta sống mà bị ràng buộc trong cái sắc trần, lưỡi thì vướng vị ngon, mà tai thì vướng tiếng. Ai nói phải thì mừng, ai nói mắng mình buồn, rồi khen mình cái mình vui, mà chê mình cái mình buồn. Thì mình sống vì người khác rồi. Việc gì ở đời làm được là cứ làm, đạo đức là cứ làm, không cần ta khen. Mà việc cái đó phi đạo đức và cái nào cũng không có làm. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương, mũi thì theo mùi hương vị, lên đến làm khách phong trần mãi. Làm khách phong trần tức là đầu thai trong lục đạo đó quý vị. Ngày hết quê xa vận rồi, cái ngày nó hết rồi, số hết rồi, thì quê hương cực lạc xa xôi, vận dặm đường. Đây tức là chúng ta tái sanh vào các cảnh giới Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì thế, cái đó là cái chúng ta phải dũng mãnh lên, đứng lên, khắc phục. Cho nên trong cái tứ chánh cận của Phật giáo đó, quý vị làm đi. Những cái việc gì đó, những cái niệm xấu mà nó khởi cái trong đầu mình rồi đó, tiêu diệt nó, không cho ra hình thức, không cho ra ngôn ngữ,
Mà cái việc xấu mà nó đến ngôn ngữ rồi cũng tìm cách tiêu diệt nó, không cho nó phát triển. Đó là hai. Rồi những cái việc thiện đó, nó chưa ở trong cái đầu mình, nó vừa khởi lên cho nó phát triển. Và cho nó phát triển ra, cái thứ hai là cho nó phát triển ra lời nói, là tứ chánh cận. Cho nó tiêu diệt trong cái tiềm thức mình, đừng có cho nó lãng giảng ra lời nói. Thực tế hàng ngày mình sống với cái gì quý vị? Sống với giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp bằng nụ cười, giao tiếp bằng ánh mắt, thấy không? Thì mình phải nói làm sao để người ta thấy ta thấm thía, ta quan hỷ, ta mến mình. Còn mình nói cũng lời nói, khi mình giận lên mình nói, phỉ báng mình nói cho ta khổ. Mà ta khổ thì mình có vui không? Không vui được. Rồi cứ ở trong cái nhà nó là oán tăng hậu khổ đó, ghét cái người đó mà cứ gặp hoài trong cái nhà, vậy thì tôi ghét để làm gì, thấy không? Vui vẻ lên, quan hỷ, tha thứ hết. Con người thường tha thứ là con người đã sống trong cực lạc Tây Phương, trong Niết Bàn. Mà con người mà cố chấp là con người đã sống trong địa ngục. Quý vị tu cả đó thôi. Mà đấu cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ ông bà là một cái nơi mà phải nói là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta không có ông bà, không có cha mẹ, mà chúng ta đầu sanh vào trong cái nhà có đạo đức, có phước báo, có kinh tế, có giáo dục, quý vị ngày hôm nay mới được ngồi đây chứ. Quý vị mà đầu sanh trong cái nhà mà tối ngày chỉ biết cắt cổ nhổ lông, nấu cháo gà, cháo vịt, rồi cắt heo, rồi làm đó, bãi đáp đó, rồi cũng thua luôn, thua luôn. Mình phải làm như sao vậy? Ông nội làm nghề đó, ông cha cũng nghề đó luôn. Rồi vô cái nhà thương mại, tối ngày họ biết đồng tiền không à? Ngoài cái đồng tiền là vàng, họ không có biết gì nữa cả. Cho nên phải nói câu chuyện đó, tôi đã kể cho quý vị, tôi nhắc lại cho nghe. Những cái người con, người cháu, anh em, ruột thịt của mình đó, trong gia đình, nó có cái kết duyên từ nhiều đời rồi. Bây giờ nó mới cảm đến ở chung trong một tổ chức gia đình. Thì mình phải lấy cái pháp Phật, mình chuyển hóa, mình sống vô tư, tha thứ, từ bi hỷ xả. Còn nếu không á, nó là vô nó liều làm cha nội mình. Mà kiếp trước nó là cái gì đây? Nó không phải cha mình nè. Kiếp trước nó là cha mình đó. Nó lên trẻ rồi nó làm cháu á. Và kiếp trước nó là bà mình á. Ghê lắm. Cho nên ở chỗ tôi đó, hồi tôi nghe ông Hòa Thượng ông kể chuyện đó, vào thập niên 80. Thì lúc đó đó, ông mới ngộ một cái, gặp một cái đám cưới. Cứ ở Đông Hòa đó, ông Hòa Vĩnh Kim. Thì khi mà rước cô dâu về đó, cái nhà chồng đó, thì cô nhìn cô thấy, ồ, cái hình của tôi, cái nhà này của tôi. Tức là cháu nội đi cưới bà nội. Thì thấy không? Rồi từ cái đám cưới rồi bỏ luôn thôi. Tự nhiên sao bà biết cái chuyện cái trước thế này. Nó y là bà nội mình thôi. Ra trễ, đầu thai trễ, làm như vậy đó quý vị thấy không? Chứ mình sống trong vô minh á. Con cháu được trong nhà vậy. Không nên đánh đập nó, không nên nói. Nên nói như thế không phải là mình không giáo dục nó. Mình giáo dục một cách rất là tế nhị. Đừng có thấy mình lớn rồi mình đánh đập, mình khó đầu nó, có đó tội lắm. Không biết kiếp trước là cái gì. Đó là một câu chuyện mà thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai đó là năm 1958 tôi được nghe thầy tôi kể lại đó. Thì có ba anh Tú Tài ở ngoài Đà Nẵng á. Đậu Tú Tài mà đậu tố ưu á. Thì có một anh đó nói, ngày mai tao về Quảng Ngãi, tao thăm quê tao. Thì hai anh kia dẫn dẫn, mày con đó đâu, nhà quê đâu. Không, kiếp trước tại Quảng Ngãi á. Mới 18 tuổi à. Mà đậu Tú Tài. Rồi hai thằng bạn kia cũng đi theo nữa. Để cho biết. Thì vô đó đó. Thì cái thằng con trai ông là bảy mấy tuổi rồi. Ở ngoài xóm mới vô. Ra đi ngoài xóm mới về. Nó ủa? Hai? Mày năm nay già dữ à? Mà cái chàng thư sinh 18 tuổi mà kia bằng mày. Kêu con bảy mấy tuổi mày. Lát cái bà cũng còn sống 19 mấy tuổi á. Lên. Ủa? Mụ còn sống ha? Bà cái dân. Ủa? Cậu nào mà 10 mấy tuổi kia tôi bằng mụ là sao? Nếu có chồng tôi kêu bằng mụ chứ. Cái thằng đó, thằng con trai ông nghi rồi. Cậu ở đâu mà cậu nói vậy? Thì em nhớ là cái cây này hồi ở chỗ cái gốc hà này, cha con mình bứng đi ra ngồi gốc trồng nó mà em nhớ. Rồi, nó là ông già mình rồi chừng ai nữa.
thôi ta tham chút ta đi à, không nói nữa. Thiên cơ bất khả lộ, nếu mà nói thì nó hư cái đường công danh sao, phải không? Chỉ nhà chỉ cửa này tới Đà Nẵng nó lộn xộn nữa. Nhớ được cái đó, cho nên chúng ta sống một tổ chức gia đình, cha mẹ rồi sống cho trọn tình, trọn hiếu, trọn nghĩa đối với con cái cũng vậy, phải mở cái lòng đại bi ra sống với nó để giáo dục nó trở thành người tốt. Người lớn mà làm gì rồi con nít nó làm theo. Cho nên khi mà quý vị ở trong một tổ chức gia đình thì cái điều quan trọng á, là quý vị đối với cha mẹ á, trong kinh Thiện Sanh có nói rõ ràng, nó có 5 điều mà Phật tử chúng ta nên tu học theo kinh Thi Ca La Việt. Thi Ca La Việt là gì? Là kinh Thiện Sanh, nó còn gọi là kinh Thiện Sanh. Tức là nó có 5 điều mà trong kinh Thiện Sanh dạy chúng ta. Thứ nhất là làm con phải hết lòng hiếu kính. Hết lòng, chứ hiếu là hết lòng mà, ham muốn, hiếu kính với cha mẹ. Không buông những cái lời nó mà làm cho cha mẹ buồn phiền. Bây giờ mình giàu có thật á, cha mẹ mình nghèo rồi, lớn tuổi rồi, giờ chết sắp đến rồi. Mình đem cái gì về mình phải nói cho đàng hoàng, tôn trọng cha mẹ mình. Mình có cho tiền cho bạc rồi mình xài xẻ nó nặng lời, gọi là bất hiếu. Thứ hai đó, làm con phải mỗi ngày dậy sớm để phân công việc đúng giờ. Làm con luôn luôn phải dậy sớm để phân công việc đúng giờ. Thứ ba đó, làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ. Thấy không? Nhau từng nói mà, dưỡng dưỡng nhi đại lão, nuôi con nhỏ để mà nhờ trong túi già. Trẻ mày già rồi nó không nuôi. Mình nhất là già cái xã hội tinh học nó phát triển quá, tụi nó làm theo trong trong tinh học ở trong mạng á. Cha mẹ nó lơ cả lơ cả lơ. Thứ tư á, làm con phải nhớ nghĩ luôn luôn đền ơn sanh thành dưỡng dục để lo báo đáp cho kịp thời khi cha mẹ còn sanh tiền đó. Cha mẹ mình 70, 80 rồi, sống một ngày là mừng một ngày. Phải làm sao nó tranh thủ để cho cha mẹ mình vui. Còn nếu không á, thì khi cha mẹ vắng bóng rồi mình ân hận, đó còn ai để mà cung phụng nó, còn ai để mà lo lắng đâu. Vậy mà cha mẹ còn có thường, lo cái chuyện gì đâu đâu. Thứ năm á, làm con khi cha mẹ đau ốm phải hết lòng săn sóc, hầu hạ bên giường, không nài khó nhọc và ân cần rước thầy xem mạch, thuốc thang điều trị, không sợ hao tốn. Đó, cái chỗ đó đó, cái gì hồi trước nó có câu chuyện đó, hậu Phật còn tại thế nha. Bà này đó, bà nghèo nhưng mà bà cũng keo rít lắm, không dám xây dựng nhà cửa, mà buôn bán có đồng tiền gì á là gom lại ha, sắm vàng để trong cái hũ đó, cứ bao nhiêu cũng tham vật, không dám ăn, không dám mặc, mà không cho con cháu gì ăn. Thì có hai người con, người con trai bưng dâu đi làm, sanh được đứa cháu đâu cũng 4-5 tuổi gì, 4-3 tuổi gì đó. Mà hai vợ chồng đi làm mướn hết. Lúc bây giờ đó, đứa con để trong nôi nó nằm ngủ thì không bao giờ nó khóc, bước con chó nữa. Trên mỗi bữa mà hai chồng đi làm là để con trong đầu, tới trưa gì con không khóc. Con chó nó đưa cháo, bà đưa cháo mà, đưa cháo. Rồi cái bữa đó cái sau, Đức Phật Quan Chi biết cái gia đình này đến cái lúc đã độ được rồi. Đức Phật dùng thần thông bưng bình bát tới cái nhà đó khắc thực. Cái ý khắc thực của Phật là muốn độ cái anh này, bước bay vô trong. Dùng không bay vô trong cái hàng rào, con chó chạy sủa. Đức Phật nói nhà ngươi nó là thân súc sanh, kiếp trước bổn xỉn, kiếp này sanh làm thân súc sanh để mà giữ cái của tiền đó, không biết nhục còn sủa Như Lai nữa. Rồi có cái tiếng nói của Phật, nó cảm nhận được, nó đi vô không sủa mà im lìm xuống nằm dưới cái chân giường đó. Bữa sau cái trưa cái là hai chồng đi làm mướn về, con chó không ra mừng nữa. Bà bữa ra mừng lắm, nằm hàng xóm mà hậu sáng giờ có ai tới đâu, hàng xóm nó có sao mông cù đàm ông tới đi khất thực, ông nói vậy rồi con chó nó vô luôn. Tức là ngoài Đức Phật còn có tên là Sa Môn Cù Đàm nữa, tên riêng đó. Ở miền Ấn Độ là Sa Môn, Bà La Môn rồi đó, những cái đạo đó.
Phật là Sa Môn. Hai vợ chồng mới tới Tịnh Xá Kỳ Hoàng mắng Đức Phật: ông tu mà ông ác lắm, ông tới ông bỏ bùa sao mà con chó từ giờ nó nằm hoài nó không ăn ở dưới cái chân giường đó. Rồi để Như Lai nói cho nghe, con chó đó là mẹ nhà ngươi. Chữ nữa, ông nói tầm bậy, chó gì mẹ tôi. Thì nó thì ngươi không biết lúc trước đó làm ăn có tiền, sám vàng để trên cái hũ vàng đó rồi chôn những đó đó, bây giờ lên không kịp con người làm con chó để mà giữ vàng. Có hả? Chạy gì? Hắt con chó qua đào có một cọng vàng lớn. Lúc đó mới tin. Lúc đó hai vợ chồng qua Tịnh Xá xin quy y Phật và làm đệ tử Phật. Con chó 3 ngày sau chết, bỏ xác chết. Quý vị thấy đó là cái đáng là một cái bài học để chúng ta thôi. Mình không phải là mình phủ nhận các vấn đề của cái vật chất ở đời, nhưng mà cũng không nên lãng phí tri túc, thiếu dục tri túc. Thiếu dục tri túc là hai cái pháp an lạc mà Phật ban mà mình không làm. Thiếu dục là gì quý vị? Thiếu là gì? Ít. Dục là muốn, ít muốn. Nghĩa là bây giờ tri túc là biết đủ, mình biết đủ với cái thân phận mình thôi, với sự nghiệp của mình thôi, cả đó thôi. Cái điều hạnh phúc là con cái trong gia đình nghe lời nhau, tuân thủ nhau và tôn trọng nhau. Hạnh phúc đó là hạnh phúc. Thiếu dục và tri túc đừng có muốn nhiều quá. Muốn nhiều quá rồi nó chạy theo cái muốn đó, rồi chạy không được thì sao? Thất vọng, buồn chán, bệnh hoạn, không có lợi ích gì đâu. Mà cha mẹ còn đó làm cho cha mẹ vui. Có một điều cấm kỵ nha. Ví dụ mình nhớ cha mẹ đó, mình mua một cái món quà gì đó, mình đến với cha mẹ mình cứ nghĩ là mình đứa bé 10 tuổi thôi, mà đứa bé này sống lâu năm nó cũng biết lễ nghĩa nghe, tới đâu rồi. Chứ đừng có đưa cái món quà ra rồi ngồi mình kể lễ gia đình mình thằng năm thằng bảy nó thế này, nó làm cha mẹ buồn. Mà đưa cái đó là mình nói cái đó là mình đưa thuốc độc cho cha mẹ uống đó, lo buồn phiền vô tư. Mua cha mình hút thuốc, mua có thuốc mà ăn trầu qua cái gì bánh trái gì đó về thăm cha mẹ chút, nhìn cha mẹ mình cười được rồi. Đừng có nói cái gì cả. Đó là cái quý vị tu theo kinh Đường Sanh với cái chữ hiếu trong Phật giáo nó mở rộng vậy đó. Thì bây giờ cũng là hết giờ rồi. Thầy sẽ tặng đạo tràng một cái đoạn thơ, mà đoạn thơ này là dịch từ cái bản kinh Kim Cang Chi Gia của mấy vị hòa thượng tông túc mà luận bàn về kinh Kim Cang, và được anh Hoàng Xuân Hãn anh dịch ra văn vần. Ta còn để lại gì không? Khi non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ đổ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dặm về, trong ra bến thảm bờ mê, ngàn thu nửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dầu nhơ dầu sạch đừng vương gốc này. Nhơ là sao? Nghèo cùng thiếu thốn. Sạch là sao? Giàu có sung mãn. Nhưng mà hai cái điều này, hai cái vấn đề này đừng có vương cái gốc của mình. Vô tư sống như vậy thì nó mới có cái hạnh phúc. Mà mình nhờ giáo lý Phật Đà mà mình không làm theo, mình làm theo cái tánh dục, cái tánh vọng tưởng của mình, thì coi chừng mình sẽ đi vào cảnh khổ mà mình không hay. Vậy thì còn là 10 phút nữa để cho đạo tràng thì trình bày về chữ hiếu đó và những cái vấn đề tự đưa ra đó, quý vị có hiểu hay không? Nếu không hiểu hoặc có những cái gì quý vị cứ có quyền cầm máy hỏi, thầy sẵn sàng giải đáp. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy cuối cái thời giảng, thầy cũng xin hồi hướng công đức đây cho cửu quyền thất tổ quý vị thừa tư công đức này mà giác ngộ siêu sanh tịnh độ, và cũng xin hồi hướng công đức này cho toàn thể hành giả ở đây tu tập mà trong thời gian đạt nhiều cái thắng duyên và niệm Phật có nhiều cái công đức lớn để chúng ta tháo gỡ những cái khổ đau của cuộc đời. Và hồi hướng công đức này cho quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Và đồng thời cuối thời giảng thầy tặng một đạo tràng một bài thơ, mà bài thơ này của một vị gọi là đại trí của Phật giáo đó, học giả của Phật giáo sáng tác. Lúc đó thầy chỉ mới 20 mấy tuổi thầy gặp bài thơ này rồi ở Sài Gòn. Đọc lên quý vị thấy rõ văn bình dị mà rất là thấm thía. Không biết thầy đã đọc cái đạo tràng này chưa?
trăm năm bóng sáng thoáng qua mau. Mới đó mà nay đã bạc đầu. Dở cuộn sổ đời ra tính lại, hai bàn tay trắng có chi đâu. Có nửa chăng là nắm cỏ khâu, nắm mồ đó, điều hưu dầu dãi dưới trăng thâu. Trăng thâu là trăng thu đó. Vù vù gió thổi đồng hoang lạnh, văng vẳng xa đưa tiếng dế sầu. Tranh vương, tranh bá với công hầu, máu chảy thành sông nước đượm màu. Những tưởng cuộc đời bền giữ mãi, nào ngờ bãi bể hóa nương dâu. Sớm còn tối mắt bóng phù du, một thoáng đi rồi biệt vạn thu. Con đường trước mắt là chia tam ngã, chỉ tiếng sương đêm phủ mịt mù. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng giảng sư. Thể theo chương trình khóa tu niệm Phật lần thứ 114 tại chùa Phước Tường hôm nay, chúng con hội đủ duyên lành được cung kính cung thỉnh hòa thượng Quang Hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con. Và hôm nay để tạo một điều kiện thuận lợi trên bước đường tu tập và truyền thừa giáo pháp, hướng dẫn Phật tử trên khóa tu, và hòa thượng không ngại đường xá xa xôi trên quãng đường dài, nơi dùng sông nước và quê hương phong phú tại chùa Phước Tường này, hòa thượng đã chấn tích quang lâm trở về đây để chứng minh và thuyết giảng trong ngày khóa tu niệm Phật, để cho Phật tử được tiến tu trên bước đường an lạc và giải thoát. Thì chúng con xin thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể Phật tử của đạo tràng đã cảm niệm công đức của hòa thượng đã dành cho đạo tràng chúng con trong ngày khóa tu hôm nay. Chúng con xin được kính chúc hòa thượng được dồi dào sức khỏe trên mọi Phật sự được viên thành, và sẽ là tàn cây cổ thụ che mát để cho hàng Phật tử chúng con được nương nhờ công đức. Nam mô A Di Đà Phật.